Giải mã tại sao khi máy bay cất và hạ cánh, ta phải mở màn cửa sổ. Trong một chuyến bay, phi hành đoàn thường yêu cầu bạn kéo màn cửa sổ lên khi chuẩn bị cất cánh, hạ cánh. Động tác này tuy đơn giản nhưng ảnh hưởng nhiều đến an toàn hàng không. Bạn có bao giờ thắc mắc vì sao khi chuẩn bị bay, các tiếp viên thường thông báo và yêu cầu hành khách kéo màn cửa sổ lên? Giám đốc truyền thông của cơ quan an toàn hàng không dân dụng cho biết, hành khách thực hiện động tác đó vì lý do an toàn. Trong trường hợp khẩn cấp, phi hành đoàn cần quyết định ngay bên nào của máy bay là an toàn nhất để sử dụng cửa thoát hiểm, giúp việc đó diễn ra thật nhanh. Các biện pháp này là một phần trong quy trình an toàn hàng không thương mại tại Australia và áp dụng cho tất cả các máy bay thương mại lớn. Ngoài ra, còn có một số lý do khác cho việc mở màn cửa sổ máy bay khi cất cánh và hạ cánh như sau. 1. Hành khách rất tò mò do họ sẽ nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường bên ngoài, một dấu hiệu hỏng hóc trên máy bay, động cơ hay vật thể lạ, để thông báo ngay cho tổ bay. Để làm điều này, các cửa sổ trên máy bay được yêu cầu mở lên. 2. Trong trường hợp khẩn cấp, thời gian thoát khỏi máy bay sẽ tính bằng giây. Nếu tấm màn cửa sổ được mở, phi hành đoàn có thể lên quan sát bên ngoài và quyết định nhanh kế hoạch sơ tán như sử dụng cửa thoát hiểm phía bên nào. 3. Đối với các chuyến bay ban ngày, mở cửa sổ và đèn sáng tối đa trong cabin sẽ giúp mắt người quen với ánh sáng tốt hơn. Do đó, nếu có gì bất thường và hành khách cần được sơ tán, thì độ tương phản của ánh sáng không thay đổi đột ngột, gây ảnh hưởng tới thị lực của hành khách. 4. Vào ban đêm, tấm màn cửa sổ được mở giúp cho nhân viên cứu hộ dưới mặt đất dễ dàng quan sát những gì xảy ra bên trong. 5. Hành khách được yêu cầu mở màn cửa sổ trước khi cất và hạ cánh, vì đây được coi là thời điểm quan trọng và hầu hết các tai nạn hàng không đều xảy ra trong giai đoạn này. Nếu là người thường xuyên đi máy bay, bạn hẳn sẽ nhận ra các ô cửa trên máy bay đều là hình bầu dục hoặc bầu tròn chứ chưa bao giờ hình vuông cả. Nhưng tại sao không phải là hình vuông? Chẳng phải sản xuất ô tô cửa hình vuông lúc nào cũng dễ hơn sao? Câu hỏi này có lẽ đã khiến rất nhiều người phải chăn trở. Trong ngành công nghiệp hàng không thuở sơ khai, cửa sổ máy bay đều có thiết bị hình vuông. Cho đến những năm 1950, các chuyến bay thương mại trở nên phổ biến, khả năng bay tốc độ cao hơn, độ cao lớn hơn. Tuy nhiên, sự cố xảy ra hai máy bay bị tai nạn trên không. Sau khi điều tra, các nguyên nhân chính là từ những ô cửa sổ hình vuông. Những góc nhìn chính là điểm yếu tự nhiên tập trung áp lực của máy bay. Đặc biệt, trong điều kiện áp suất khí quyển cao, áp lực ở góc cửa sổ cao gấp 3-4 lần so với các bộ phận khác. Vì thế, cửa sổ rất dễ bị vỡ. Ngược lại, cửa sổ hình bầu dục không hề có điểm tập trung, khiến áp lực giảm đều, giảm khả năng bị nứt vỡ. Các dạng hình tròn bầu dục cũng không dễ bị biến dạng. Và vì vậy, có thể chịu được sự chênh lệch áp suất giữa bên trong khoang máy và bên ngoài khí quyển. Thay vì hình tròn, cửa sổ bầu dục được đưa lựa chọn do tính thẩm mỹ và giúp hành khách có cơ hội ngắm ngoài cảnh dễ hơn so với hình tròn bình thường. Nếu đã từng đi máy bay, có lẽ bạn sẽ để ý một lỗ nhỏ nằm phía cạnh dưới của cửa sổ. Chi tiết tưởng chừng đơn giản này có nhiệm vụ cân bằng áp suất trong máy bay. Khi nhìn kỹ vào cửa sổ, bạn sẽ phát hiện ra kính cửa sổ được bạn tạo thành 3 lớp riêng biệt, thường được làm bằng vật liệu acrylic. Mục đích của lớp acrylic trong đó là để bảo vệ cho hai lớp phía bên ngoài. Khi máy bay càng lên cao, áp suất không khí càng giảm, áp suất trong không khí bên ngoài thấp hơn rất nhiều so với không khí bên trong máy bay, gây nhiều tác động vật lý có hại đến cửa sổ máy bay. Hệ thống cân bằng áp suất bên trong máy bay sẽ điều chỉnh cho áp suất bên trong máy bay ở mức an toàn và dễ chịu cho hành khách. Lớp acrylic ở giữa và ở bên cùng cửa sổ máy bay sẽ phải chịu áp lực do suất chênh lệch ra bên ngoài. Cả hai lớp này đều có chịu ảnh hưởng lực ép của áp suất. Song nhờ có chiếc lỗ nhỏ trên cửa sổ nên chỉ có lớp ngoài cùng phải chịu lực. Yếu tố quan trọng, ông Marulos Munkers, giám đốc công nghệ GKN Apispace, chia sẻ, mục đích của lỗ thở nhỏ nằm bên trên tấm giữa là để cân bằng áp lực giữa bên trong khoang hành khách và khoảng trống nằm bên giữa các tấm acrylic. Do đó, áp lực của khoang hành khách sẽ chỉ ảnh hưởng tới tấm bên ngoài cùng. Trong trường hợp tấm acrylic ngoài cùng không thể chịu được áp lực, gần như không bao giờ xảy ra. Và bị nứt vỡ, tấm giữa sẽ đóng vai trò thay thế cho tấm bên ngoài. Dĩ nhiên, chiếc lỗ nhỏ bên trên tấm giữa sẽ có một luồng khí nhỏ đi qua, song hệ thống cân bằng áp lực sẽ giải quyết phát sinh còn lại. Chuyên viên kỹ thuật hàng không cao cấp của Boeing cho biết chiếc lỗ này giúp ngăn hơi ẩm và tuyết bám tụ lên trên cửa sổ. Điều này lý giải vì sao cửa sổ của bạn không bị mờ hoặc mỗi lần lên máy bay đi qua các đám mây. Trong những chuyến bay dài, một lớp tuyết mỏng có thể tích tụ bên trong khu vực xung quanh lỗ thở, vì nhiều hành khách có thể đạt đến độ cao mà không khí phía bên ngoài có thể sụt giảm ở mức âm 57 độ C. Bạn có thể cố gắng chợp mắt mọi lúc khi đi máy bay.
Nhưng ngủ lúc máy bay cất cánh và hạ cánh có thể dẫn đến những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Khi máy bay bắt đầu lên bay lên không trung hoặc đáp xuống mặt đất, áp suất của không khí trong máy bay thay đổi đột ngột cùng với sự thay đổi của độ cao. Nếu bạn không chủ động thay đổi để thích nghi với điều này, nó có thể gây hại cho màng nhĩ của bạn. Một dược sĩ nổi tiếng người Anh lý giải, sự thay đổi đột ngột về độ cao ảnh hưởng đến áp suất không khí trong tai. Điều này khiến bạn cảm thấy như có gì đó bị chặn ở tai và nghe thấy những âm thanh kỳ lạ. Hãy cố gắng không ngủ trong lúc máy bay cất cánh và hạ cánh, bởi khi bạn ngủ sẽ không thể nuốt nước bọt thường xuyên, khiến đôi tai bạn bị bưng bít. Theo trang tin về sức khỏe của Thư viện Y Quốc gia Mỹ, nếu tai bạn bị bưng bít, có thể dẫn đến một số các vấn đề sức khỏe như chóng mặt, nhiễm trùng tai, tổn thương màng nhĩ và tệ hại hơn là bị chảy máu cam và mất thính giác. Tỉnh táo khi máy bay cất cánh và hạ cánh để nuốt nước bọt, thông lỗ tai giúp cân bằng áp suất không khí trong đôi tai. Nuốt hoặc ngáp giúp khí lưu thông trong tai, điều này giúp cân bằng áp lực tác động lên màng nhĩ hai bên tai. Vì vậy, cách tốt nhất để bảo vệ đôi tai khi máy bay cất cánh và hạ cánh là hãy nhai kẹo cao su, uống nước, ăn kẹo mút hoặc thường xuyên nuốt nước bọt. Chim va vào động cơ máy bay đang hạ cánh, máy bay VNA692 của VietJet Air. Chiều nay bị chim va vào động cơ khi đang hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Sự cố chim va vào động cơ buộc VietJet Air phải dừng bay để kiểm tra, sửa chữa. Hãng đã phải hủy từ chuyến bay VG153-132 từ Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại. Sự cố cũng làm ảnh hưởng dây chuyền khiến một số chuyến bay khác bị chậm chuyến. VietJet Air đã triển khai phương án giải tỏa, phục vụ hạn chế tối đa sự ảnh hưởng tới hành khách, thông tin cho hành khách tại các sân bay. Sự cố cũng làm ảnh hưởng dây chuyền, gây chậm một số chuyến bay khác trong chiều cùng ngày. Được biết, VietJet Air đã triển khai phương án giải tỏa, phục vụ hạn chế tối đa sự ảnh hưởng tới hành khách, thông tin cho hành khách tại các sân bay và thông tin cho hành khách qua nhiều kênh khác nhau. Chim va vào động cơ là sự cố thường xuyên xảy ra trong các hoạt động khai thác bay. Đây cũng là sự cố đặc thù của ngành hàng không. Việc này gây thiệt hại không nhỏ cho hãng hàng không. Theo các nhà khoa học Mỹ, nguyên nhân do loài chim không thích đến tốc độ của chướng ngại vật để tránh, mà chỉ quan tâm tới khoảng cách giữa chúng và chướng ngại vật tại một thời điểm nhất định. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn tới việc nhiều loài chim đâm hoặc bị đâm do máy bay hoặc xe tải. Bởi những phương tiện này thường xuyên có tốc độ khá nhanh, thường trên 120 km/h. Hiện trạng này đã và đang gây nên cái chết cho hàng ngàn loài chim mỗi năm, cùng với đó là tạo nên những thảm họa hàng không tiềm tàng. Theo Cục Hàng không Liên bang Mỹ, SAA, có khoảng 9.000 con chim bị máy bay đâm trúng tại Mỹ mỗi năm, và con số này chắc chắn không phải là tất cả, vì còn khá nhiều những vụ chim tự đâm vào máy bay không được báo cáo khác. Những vụ đâm vào chim thường không có chỉ giết chết những con vật vô tội, mà nó còn có thể làm bị thương các phi công nếu như chúng lao thẳng vào buồng lái. Ngoài ra, như đã nói, nó cũng đặt ra một mối đe dọa nghiêm trọng tới sự an toàn của một chuyến bay, bởi nhiều lúc chúng ta còn có thể bị hư hỏng động cơ của máy bay và dẫn tới nhiều sự cố nghiêm trọng khác. Đã có rất nhiều trường hợp hành khách đi máy bay tự ý mở cửa thoát hiểm và bị phạt hành chính. Việc mở cửa thoát hiểm có đơn giản hay không, có gây nguy hiểm không, hành khách có cần lưu ý gì để khỏi bị phạt? Theo ông Nguyễn Khắc Hưng, Phó Tổng Giám đốc Jetstar Pacific, cho biết cửa thoát hiểm không dễ mở. Đối với máy bay Liên Xô ngày xưa thì dễ, thì cần cầm quai, cửa gạt mạnh là mở được. Tuy nhiên các máy bay bây giờ thì khác, không có chuyện vô tình đụng chạm tí xíu vào một cái nút mà bung cửa ra đâu. Chỗ mở cửa thoát hiểm có nắp đậy bằng nhựa, phải mở nắp ra, thập tay vào, góc có tay cầm, kéo nó ra rồi đẩy mạnh cái cửa ra ngoài. Do đó, tiếp viên luôn phải chọn thanh niên tỉnh táo, khỏe mạnh để cho ngồi ở vị trí gần cửa thoát hiểm. Ông Hưng cũng cho biết khi máy bay đang bay thì áp suất là 1 kg trên cm vuông. Do đó, hoàn toàn không thể mở cửa máy bay với chênh lệch áp suất như thế thì không thể có sức nào người mà mở cửa được ra được. Đang bay trên trời mà mở cửa được, rớt ra không trung thì có mà chết. Chỉ khi máy bay ở trên mặt đất thì mới mở cửa được. Ví dụ đang khởi động máy bay chưa cất cánh mà phát sinh sự cố trong khi máy bay thì mở cửa thoát hiểm để thoát ra ngoài cho nhanh. Ông Trần Tiến Dũng, trưởng ban an ninh của Vietnam Airlines, cho biết tại cửa thoát hiểm có bảng thông báo và hướng dẫn sử dụng cho trường hợp thoát hiểm có báo hiệu đèn đỏ. Bình thường thì cửa chạm ở trạng thái đóng, khi máy bay bắt đầu lăn bánh thì cửa ở trạng thái có thể mở được. Trước khi cho hành khách xuống thì hệ thống cũng chốt hết các cửa lại, chỉ có cửa chính lên xuống và mở được thôi.
Đại diện của hãng cảng vụ hàng không miền Nam cho biết, mở cửa thoát hiểm không đơn giản là nhấn nút open. Thao tác mở cửa thoát hiểm ngoài việc nhấn nút open còn có cần gạt phải tác động một lực lớn mới đủ cần mở được ra được. Hơn nữa, trên chỗ mở cửa thoát hiểm đều có ghi cảnh báo là chỉ mở cửa trong trường hợp khẩn cấp. Ông Dũng cũng khẳng định hành khách phải làm theo hướng dẫn của tổ bay chứ không được tự ý mở. Hành khách chỉ cần chú ý vào các hướng dẫn tiếp viên trước khi bay. Ông Nguyễn Khắc Hưng cũng cho biết có hai trường hợp gặp, nếu là Boeing 737 mà mở cửa thoát hiểm ra thì sau đó phải có kỹ thuật đến kiểm tra, lắp trở lại được. Mất chừng 30 đến 60 phút là máy bay có thể hoạt động trở lại bình thường. Tuy nhiên, với máy bay Airbus thì phải vất vả hơn nhiều vì khi mở cửa thì lập tức một xuồng phao cũng tự động bung ra, phồng lên ngay giúp hành khách trượt ra khỏi máy bay dễ dàng hơn. Trường hợp này không thể có kỹ thuật đóng lại ngay mà phải dừng bay hoàn toàn, thay vì buồng phao khác mang ra nước ngoài đè ngập, gấp phao lại, kiểm tra lại. Việc tự ý mở cửa thoát hiểm tuy chưa gây thiệt hại về tính mạng nhưng gây tốn kém về chi phí kỹ thuật. Quan trọng hơn, mỗi ngày máy bay ở không chờ sửa thì hãng phải mất trên 10.000 USD kinh doanh. Tính ra hành khách bị phạt không thấm vào đâu so với thiệt hại mà hãng hàng không phải chịu. Do đó, các hãng đều có lưu ý khá rõ ràng. Hành khách không được tự ý mở cửa trên máy bay. Bí mật thú vị về máy bay có thể bạn chưa biết. Một, máy bay có thể chịu được sấm sét. Theo các số liệu thống kê, nhiều máy bay bị sét đánh hàng năm. Những hiện tượng này thường không gây ra hậu quả nguy hiểm nào vì các máy bay hiện đại có lớp vỏ đặc biệt giúp bảo vệ khỏi tác hại của sét. Hai, trên máy bay không có chỗ ngồi nào an toàn nhất. Theo kết quả nghiên cứu, khả năng sống sót sau một vụ tai nạn máy bay sẽ cao hơn nếu hành khách ngồi ở phía cuối máy bay. Tuy nhiên, theo số liệu của Cục Hàng không Mỹ, không hề có một chỗ ngồi nào an toàn trên máy bay. Một số máy bay có khoang bí mật cho tiếp viên ngủ. Trên các chuyến bay dài, phi hành đoàn có thể phải làm việc tới 16 giờ đồng hồ để giúp họ nghỉ ngơi. Một số máy bay có khu vực riêng với sức chứa 6 đến 10 người. 4. Nếu động cơ máy bay hỏng, vẫn có các động cơ khác thay thế. Bất cứ hành khách nào cũng đều lo sợ về điều này. Tuy nhiên, các loại máy bay hiện đại đều được chuẩn bị sẵn sàng cho sự cố này. Hơn nữa, các chặng đường được thiết kế vừa tính toán rằng nếu một động cơ bị hỏng, máy bay vẫn có thể bay tới sân bay gần nhất bằng một động cơ khác. 5. Tại sao ánh đèn trong khoang máy bay giảm khi cất cánh và hạ cánh? Điều này để đảm bảo trong tình huống phải sơ tán khẩn cấp, hành khách và phi hành đoàn có thể thích nghi với bóng tối và di chuyển nhanh hơn. Cửa sổ máy bay được mở cũng vì lý do tương tự, hành khách sẽ làm quen được với ánh sáng tự nhiên, đồng thời các tiếp viên có thể đánh giá được tình hình bên ngoài. 6. Hút thuốc bị cấm trên máy bay. Tại sao lại có chiếc giặt tàn trong toilet? Dù có quy định cấm hút thuốc, người ta vẫn sợ có người lén lút hút để chắc chắn các đầu mẩu thuốc lá không bị ném vào toilet gây hỏa hoạn. Họ để sẵn chiếc giặt tàn ở đó. Tuy nhiên, tất cả các toilet trên máy bay đều có thiết bị báo khói. Bất cứ hành khách nào vi phạm sẽ bị phạt tiền và cấm bay. 7. Tại sao đồ ăn trên máy bay không ngon? Đây không phải là lỗi của hãng hàng không, mà là do độ ẩm giảm cùng áp suất trên máy bay làm giảm độ nhạy của vị giác. Nghiên cứu cho thấy, chúng ta mất 30% khả năng cảm nhận vị ngọt và mặn trong điều kiện tương tự. 8. Tại sao có lỗ trên cửa sổ máy bay? Cửa sổ máy bay được làm bằng 3 lớp mica khác nhau. Do nhiệt độ chênh lệch ở những độ khác nhau, các tấm mica này phải chịu áp suất rất lớn. Lỗ nhỏ giữa các tấm mica ở giữa và ở ngoài cho phép điều chỉnh áp suất để các lớp này không bị vỡ, đồng thời nó giúp cửa sổ không bị đóng băng, tụ hơi nước,